Quay trở lại với kênh video của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới của dòng máy Takeo. Đó là chiếc máy băm thái đa năng sử dụng động cơ xăng. Chiếc máy này sử dụng động cơ xăng 5.5 HP, kết nối trực tiếp với lưỡi dao thông qua trục của động cơ. Và bây giờ tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem chiếc máy này có thể băm những cái loại nguyên liệu như thế nào nhé. Các bạn lưu ý khi khởi động máy thì chúng ta sẽ để mức ga vừa phải, đủ vòng tua để chiếc máy có thể. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đầu ra nguyên liệu của nó như thế nào nhé. Đây là sản phẩm khi chúng ta sử dụng máy băm thái sử dụng động cơ 5.5 HP. Sản phẩm ra rất là đều và nhỏ. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy đến với Thế Giới Máy tại 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú, hoặc liên hệ đặt hàng sản phẩm qua số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.